chào các em. Thì hôm nay tiếp tục thầy hướng dẫn các em cái công nghệ lớp 8. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một chủ đề, đó là máy biến áp mùa khoa thì sử dụng hợp lý điện năng. Rồi đây là chủ đề của chúng ta hôm nay. Thì ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu hai bài. Nhất đó là máy biến áp mùa khoa, thứ hai là sử dụng hợp lý điện năng. Rồi mục tiêu của chủ đề về kiến thức là em giải thích được chức năng, nhiệm vụ của máy biến áp mùa khoa. Thứ hai, phân tích được cấu tạo loại thép, dây quấn, rồi vỏ của máy biến áp mùa khoa. Rồi thứ ba, hiểu được các thông số kỹ thuật và ý nghĩa của nó khi chọn để sử dụng. Thứ tư, giải thích cách sử dụng máy biến áp mùa khoa. Thì kiến thức tiếp theo đó là trình bày được ý nghĩa của việc tiết kiệm điện năng, trình bày được các khái niệm cơ bản trong sử dụng hợp lý và tiết kiệm điện năng. Đó là về kiến thức. Thứ hai là về kỹ năng, và sử dụng được máy biến áp đúng yêu cầu kỹ thuật và an toàn. Thứ ba về thái độ, là em có ý thức tiết kiệm điện năng. Thứ tư, năng lực cần phát triển. Thứ nhất, năng lực chung, là em giải quyết vấn đề, hợp tác, tư duy, giao tiếp. Năng lực thứ hai là năng lực chuyên biệt, là sử dụng ngôn ngữ, vận dụng kiến thức vào trong cuộc sống. Đó là bốn mục tiêu mà chúng ta cần đạt ở cái bài hôm nay. Giờ mấy em vào phần khởi động. Rồi mấy em chú ý, đây là một cái bàn là điện. Rồi điện áp định mức của nó là 110V. Và nguồn điện của nhà mình là sử dụng là 220V. Thì khi mấy em sử dụng được hay không, vậy là chắc ăn là không được rồi. Nhưng em giải thích cách cái giải quyết như thế nào. Nếu như mấy em kim vào thì cái bàn làm nó sẽ cháy, tại vì mấy em sử dụng nó là quá cái điện áp định mức của nó sẽ cháy. Vậy giải quyết như thế nào? Đây cách giải quyết. Đó là mấy em sẽ sử dụng một cái máy biến áp một pha để biến đổi điện áp từ 220V xuống 110 để mấy em sử dụng cái bàn làm này. Thì đó cũng là nội dung của bài hôm nay mà chúng ta sẽ tìm hiểu, đó là cái máy biến áp, rồi định hình kiến thức, rồi máy biến áp một pha, rồi cấu tạo. Rồi mấy em quan sát hình 46.1 sách giáo khoa trang 158, đó là cấu tạo bên ngoài của cái máy biến áp một pha. Thì mấy em liệt kê tên các bộ phận của máy biến áp một pha, ví dụ như số 1 là gì, số 2, số 3, số 4 và số 5. Rồi mấy em chú ý, mấy em sẽ liệt kê ra. Rồi giờ số 1 là hai ổ lấy điện. Rồi số 2 là quân kế. Rồi số 3 là âm hay kế. Số 4 là nút điều chỉnh. Số 5 là áp tô mát. Đó là bộ phận bên ngoài của máy biến áp, gồm có các bộ phận như sau. Rồi tiếp theo, mấy em quan sát tiếp cái hình là 46.2 sách giáo khoa trang 158, là liệt kê tên các bộ phận của máy áp một pha. Thì đặc biệt ở đây là bộ phận này ở bên trong. Đó, mấy em xem coi số 1 đó là gì, số 2 đó là gì. Rồi số 1 đó là lõi thép. Rồi số 2 đó là dây dây quấn. Thì tóm lại, máy biến áp một pha có mấy bộ phận chính? Các em suy nghĩ là máy biến áp một pha có mấy bộ phận chính. Rồi chú ý, máy biến áp một pha gồm có hai bộ phận chính. Đây là cấu tạo bên trong, và hai bộ phận này mình đặt bên trong luôn, hai bộ phận chính. Rồi bộ phận chính thứ nhất đó là lõi thép. Đây bộ phận chính thứ nhất là lõi thép. Bộ phận chính thứ hai đó là dây quấn. Thì mấy em thấy dây quấn ở đây có mấy? Có hai dây quấn. Rồi mấy em chú ý nha. Rồi cấu tạo lõi thép. Rồi mấy em xem lõi thép của máy biến áp một pha làm bằng vật liệu gì. Đó, lõi thép máy áp một pha làm bằng vật liệu gì. Thì bài trước thì cũng yêu cầu các em là về nhà đọc kỹ nội dung trong sách giáo khoa để chúng ta có thể trả lời được các câu hỏi này. Rồi thứ hai, lõi thép của máy biến áp một pha có chức năng gì?
chức năng, trước tiên là cấu tạo, thứ hai lõi thép máy hấp có chức năng gì, đó là phần lõi thép, bộ phận chính thứ nhất. Rồi bộ phận chính thứ hai đó là dây quấn. Rồi dây quấn ở đây này sẽ có câu hỏi, dây quấn của máy biến áp một pha làm bằng vật liệu gì, đó là câu thứ nhất. Rồi câu tiếp theo, dây quấn của máy biến áp một pha có chức năng gì, đó là những câu hỏi mà chúng ta cần phải trả lời. Rồi hãy quan sát hình 46.3 sách giáo khoa trang 159. Đây, máy biến áp một pha có mấy dây quấn? Thì mấy em nhìn là biết có hai dây quấn, đúng không? Rồi dây quấn thứ nhất, đó, nguồn điện cung cấp, nguồn điện này là U1. Rồi cung cấp vào dây quấn thứ nhất. Rồi thứ hai là điện áp ra U2, ra tải sử dụng, ra tải ví dụ như là quạt điện, máy bơm nước, đó, rồi tủ lạnh, tivi, nhân dân, gọi đó là cái tải sử dụng đó. Điểm em thấy là nguồn điện U1 cung cấp điện áp U1 vào dây quấn, mà dây quấn đó là dây quấn sơ cấp, nhớ nha, nguồn điện cung cấp vào thì dây quấn đó là dây quấn sơ cấp, thì có N1 dòng dây. Thứ hai là ga tải đó là dây quấn thứ cấp, thì có N2 dòng dây. Đó, đó là cái tìm hiểu về dây quấn. Rồi mấy em xem ký hiệu ở hình 46.4, ký hiệu của một máy biến áp thì mấy em chú ý số thứ nhất, rồi dây quấn sơ cấp, thứ hai dây quấn thứ cấp, và thứ ba đó là lõi thép. Chúng ta thấy đây ký hiệu lõi thép, và đặc biệt mấy em thấy hai cụ dây này nó sao đặt xa nhau, ta gọi đây là máy biến áp cách ly. Rồi đó là ký hiệu. Rồi kết luận thì cái nội dung này thì mấy em sẽ kể cái bảng, đối với cái phần cấu tạo thì mấy em sẽ kể cái bảng, rồi mấy em sẽ ghi kết luận vào là những cái câu hỏi hồi nãy đó. Bây giờ lõi thép làm bằng vật liệu gì? Rồi lõi thép làm bằng thép kỹ thuật điện. Rồi chức năng dẫn từ cho máy biến áp, đó là bằng thép kỹ thuật điện dẫn từ cho máy biến áp. Thứ hai, dây quấn thì có dây quấn sơ cấp và dây quấn thứ cấp. Rồi vật liệu làm bằng dây điện từ dẫn điện vào máy biến áp, đó là dây quấn sơ cấp dẫn điện vào máy biến áp. Thứ hai, dây quấn thứ cấp cũng làm bằng dây điện từ luôn, nhưng mà là gì? Chức năng lấy điện ra sử dụng. Đó, mấy em nhớ ghi kẻ cái bảng, rồi xong mấy em ghi cái phần kết luận này vào trong tập. Đó là nội dung thứ nhất, cấu tạo của máy biến áp một pha. Rồi nguyên lý làm việc phần này giảm tải thì mấy em về nhà có thể chúng ta đọc để sau này nữa môn lý lớp 9 mấy em sẽ tìm hiểu lại phần này. Rồi phần tiếp theo đó là các số liệu kỹ thuật. Rồi mấy em quan sát đây là một cái máy biến áp, rồi ta gọi là máy biến thế cách ly. Đó. Rồi mấy em chú ý đây sẽ có các số liệu. Rồi thứ nhất là 400 V/A. Đó, 400 V/A. Thứ hai, 220 V. Rồi thứ ba, 100 V. Rồi thứ tư là 110 V. Vậy chúng ta thấy rõ U1 bằng 220 V, U1 bằng 220 V. Rồi đây hai ổ lấy điện ra, một ổ là 100 V, một ổ là 110. Nếu như mấy em sử dụng cái máy này hồi nãy mấy em cái phần khởi động đó, thì mấy em sẽ liên cái bàn là vào cái ổ 110 V này chúng ta sử dụng, nó sẽ an toàn, nó đảm bảo được cái điện áp định mức của cái bàn là này. Vậy đây có các số liệu kỹ thuật. Còn 400 V/A đó là gì? Đó là công suất của cái máy biến áp này. Thì ở đây sẽ có các số liệu kỹ thuật như sau. Đây, công suất định mức ký hiệu V/A, kV/A. Thứ hai, điện áp định mức là V.
Rồi thứ ba là dòng điện định mức, đó là ampe. Đó là ba cái số lượng kỹ thuật của máy biến áp của pha. Và trong quá trình sử dụng ở đây, nhớ sử dụng đó, sử dụng ta sử dụng như thế nào. Vậy là ở đây thầy có câu hỏi, máy biến áp một pha dùng để làm gì? Em nhớ lại cái phần khởi động thôi. Máy biến áp một pha dùng để làm gì? Nhớ lại phần khởi động này. Đó. Thứ hai, khi sử dụng cần chú ý điều gì? Đó, khi em sử dụng cần chú ý điều gì? Rồi, máy biến áp một pha dùng để tăng hoặc giảm điện áp. Ví dụ như hồi nãy cái phần khởi động đó là máy tăng hay giảm? Từ 220 mà xuống 110 thì đó là cái máy biến áp giảm. Còn ví dụ 110 mà tăng lên 220 đó là tăng, tăng hoặc giảm điện áp. Rồi khi sử dụng máy biến áp cần chú ý. Rồi chú ý thứ nhất là điện áp đưa vào máy biến áp không được lớn hơn điện áp định mức. Chú ý ha, không được lớn hơn điện áp định mức. Không để máy biến áp làm việc quá công suất định mức. Đặt máy biến áp ở nơi sạch sẽ, khô ráo, thoáng gió và ít bụi. Thứ tư, máy mới mua về hoặc để lâu ngày không sử dụng, trước khi dùng cần phải dùng bút thử điện, kiểm tra điện có gò ra vỏ hay không. Nếu như mà gò ra vỏ là đèn trong bút nó sẽ sáng, nếu không gò thì không sáng, nhớ chú ý. Nếu như gò ra vỏ mà đèn sáng thì sao, chúng ta phải tắt điện liền, chúng ta kiểm tra coi nó bị gò ở chỗ nào, xong đó mấy em sẽ sử dụng. Và đây là một số cái hình ảnh của cái máy biến áp trong công nghiệp. Rồi máy biến áp trong gia đình. Rồi đó là cái nội dung của máy biến áp một pha, cấu tạo, nguyên lý làm việc, rồi và giảm tải các số liệu kỹ thuật và sử dụng. Và nội dung thứ hai đó là mấy em sẽ tìm hiểu cái bài 48, đó là sử dụng hợp lý điện năng. Rồi đầu tiên đó là nhu cầu tiêu thụ điện năng. Thì mấy em thấy là nhu cầu tiêu thụ điện năng rất là nhiều. Mấy đèn để chiếu sáng nè, rồi mình để sinh hoạt, nấu ăn đó, rồi giải trí, rồi hoặc là dùng để đi làm đó, một số xí nghiệp đó, đó sử dụng điện rất là nhiều. Chị mấy em thấy sử dụng điện rất là nhiều á thì sao? Thì nó sẽ quá điện áp. Thì ở đây mấy em sẽ sử dụng, mấy em sẽ tìm hiểu giờ cao điểm tiêu thụ điện năng. Rồi giờ cao điểm tiêu thụ do gì? Thứ nhất là do cái thói quen sinh hoạt, rồi cái cách tổ chức làm việc và nghỉ ngơi, rồi cái sự thay đổi thời tiết, rồi nhu cầu tiêu thụ điện năng không đồng đều theo giờ trong cái ngày đó. Và trong ngày những cái giờ nào mà tiêu thụ điện năng nhiều thì những giờ đó ta gọi đó là giờ cao điểm. Đó, chú ý, tiêu thụ điện năng nhiều thì giờ đó là giờ cao điểm. Rồi vậy theo em những giờ nào là giờ cao điểm tiêu thụ điện năng trong ngày? Đó, cái giờ nào là tiêu thụ điện năng nhiều trong ngày? Chỉ là giờ cao điểm dùng điện trong ngày là từ 18 giờ đến 22 giờ. Đó là giờ tối đó. Thì mấy em thấy là trời tối thì sao? Đó. Trời tối thì ở đây sẽ sử dụng rất là nhiều. Thì bây giờ chúng ta sẽ hãy giải thích vì sao từ 18 giờ đến 22 giờ là giờ cao điểm. Mấy em giải thích thử đi. Vì sao? Cái giờ đó. Đó bây giờ mấy em thấy đây giờ đó thì ban đêm thì sao? Ta mở đèn rất là nhiều. Rồi nhiều người ta đi làm về. Đó, xin kêu cái nhu cầu sinh hoạt ta sử dụng rất là nhiều. Hoặc là một số xưởng ta tăng ca thì bắt buộc phải có đèn đó, sử dụng rất là nhiều rồi quạt nhân dân đó. Đó này mấy em phải tự giải thích cho được. Rồi giờ cái vụ điện năng giờ cao điểm đó, giờ mấy em xem những cái đặc điểm của giờ cao điểm đó. Bây giờ ta sử dụng điện năng nhiều quá thì sao? Điện năng tiêu thụ rất lớn thì trong khi khả năng cung cấp điện của các nhà máy điện không đáp ứng đủ
thì sử dụng nhiều quá không đáp ứng đủ. Đó, chú ý nhất, đặc điểm nhất. Rồi, điểm thứ hai là điện áp của mạng điện bị giảm xuống, ảnh hưởng xấu đến chế độ làm việc của các đồ dùng điện. Những em xem cái điện áp giảm xuống thì ảnh hưởng như thế nào đó, em sẽ tìm qua để tìm hiểu cái bài tập. Đây cái bài tập, hãy cho biết khi điện áp của mạng điện bị giảm xuống, sự phát sáng của đèn điện, tốc độ quay của quạt điện, thời gian đun sôi nước của cái điện sẽ như thế nào. Ông em xem cột trên cái bảng đó, điện áp giảm xuống có nghĩa là giờ mình sử dụng là 200V mà giảm xuống còn 200V đó thì sao. Rồi sự phát sáng của đèn sẽ tối hơn. Rồi tốc độ quay của quạt sẽ quay chậm hơn. Thời gian đun sôi nước của cái điện sẽ lâu hơn. Đó, đó là cái đặc điểm. Rồi để hạn chế được những cái đặc điểm này thì mấy em sẽ tìm hiểu nội dung tiếp theo, sử dụng hợp lý và tiết kiệm điện năng. Nhớ chú ý, sử dụng hợp lý và tiết kiệm điện năng. Rồi ở đây em phải làm gì để sử dụng hợp lý và tiết kiệm điện năng? Nhớ là sử dụng hợp lý có nghĩa là sao? Khi nào cần thì mình sử dụng, ở khi nào không cần thì mình tắt, và trong quá trình sử dụng phải biết tiết kiệm. Rồi thứ nhất là em phải giảm bớt tiêu thụ điện năng trong giờ cao điểm, là từ 8 giờ đến 22 giờ đó, là em sẽ giảm bớt cái một số đồ dùng. Thứ hai, sử dụng đồ dùng điện có hiệu suất cao để tiết kiệm điện năng. Thì em thấy bao nhiêu thường thường là gì, chúng ta mở đèn có nhiều thì chúng ta chọn cái loại đèn là sau đó thích hợp. Rồi thứ ba là không sử dụng lãng phí điện năng. Đó là ba cái vấn đề chúng ta cần tìm hiểu trong cái phần sử dụng hợp lý và tiết kiệm điện năng. Rồi nội dung thứ nhất, giảm bớt tiêu thụ điện năng trong giờ cao điểm. Rồi em phải làm gì để giảm bớt điện năng trong giờ cao điểm? Đó, bây giờ đó thì em phải làm gì? Đây, để giảm bớt tiêu thụ điện năng trong giờ cao điểm thì phải cắt điện một số đồ dùng điện không thiết yếu. Ở cái đồ dùng nào không thiết yếu thì chúng ta sẽ cắt điện nó, quý nhiều lắm đó, chúng ta sẽ không có sử dụng nó. Rồi ví dụ ở đây, ví dụ cắt điện bình nước nóng, lò sưởi cho chân, thì mấy em thấy những đồ dùng này thì công suất nó sẽ sao? Nó rất là cao. Rồi thứ hai là cắt điện một số đèn không cần thiết. Là thứ ba có nghĩa là không làm quần áo, không làm quần áo thì nó không ủi được. Đó, chúng ta không ủi quần áo. Ngoài ra còn nhiều cái biện pháp nữa thì mấy em có thể là tìm hiểu thêm, mấy em sẽ tự ghi thêm các ví dụ vào. Rồi đó là bằng giảm bớt tiêu thụ điện năng trong giờ cao điểm. Rồi nội dung thứ hai, sử dụng đồ dùng điện hiệu suất cao để tiết kiệm điện năng. Ở đây thầy có một cái câu hỏi là để chiếu sáng trong nhà, công sở nên dùng đèn huỳnh quang hay đèn sợi đốt để tiết kiệm điện năng, tại sao? Đó, thầy hỏi là để tiết kiệm điện năng, tại sao? Thì theo mấy em sử dụng đèn nào? Rồi, chú ý chúng ta sẽ sử dụng cái đèn huỳnh quang. Vì cái đèn này sao? Hiệu suất phát quang của đèn này nó cao. Đó, thì ta sẽ sử dụng cái đèn này. Còn đèn huỳnh quang thì mấy em nhớ là nó có đèn cơm bắp huỳnh quang và đèn ống huỳnh quang. Rồi mấy em xem, đây thì có cái hình ảnh có thể là so sánh được cái công suất của các đèn. Ví dụ như đèn sợi đốt thông thường mấy em sử dụng 25W, nhưng mà khi mấy em sử dụng qua cái đèn quang của bắt nó chỉ còn 5W thôi, nó sẽ tiết kiệm điện. Và đây là những cái thông số tiếp theo chúng ta có thể tìm hiểu. Và hiện nay chúng ta thấy là có một cái đèn đó, nó đèn LED, chúng ta thấy sử dụng nó rất là nhiều, T8. Thì ở đây nó có là nhiều loại đầu, nhưng đầu nó bằng nhôm, một hàng led, hai hàng led, ba hàng led. Thì nó có loại là gì? Đây, 0.6m, 1.2m, 7W, 9W, còn đây là 9W, 18W, 20W, chúng ta có thể sử dụng cái đèn led này. Hiện nay mấy em thấy là sử dụng rất là nhiều. Hoặc đây, mấy em có thể so sánh đèn sẽ đốt 20W, đèn sẽ đốt trên 20W.
rồi đèn vượt qua có bắt vượt qua, đèn có bắt vượt qua 14 quá, nhưng mà đối với đèn led thì sao, còn 7 quá. Đây tiết kiệm điện 70-75% điện năng so với đèn xe đốt, và đối với đèn này tiết kiệm 50% điện năng so với đèn vượt qua có bắt, là tiết kiệm 80-90% điện năng so với đèn xe đốt. Chúng ta thấy đèn led hiện nay sử dụng rất là nhiều. Rồi tiếp theo, men xem một cái đèn là sử dụng khoảng năng lượng mặt trời, chúng ta thấy là sử dụng để tiết kiệm điện hơn. Rồi đây ở ngoài trời thì hiện nay chúng ta thấy có một số chỗ mình đi đường nông thôn mình thấy cái cột điện có lắp một số cái đèn này đó, sẽ tiết kiệm điện năng hơn. Rồi đó là hai nội dung. Rồi nội dung thứ ba đó là không sử dụng lãng phí điện năng. Rồi ở đây thầy sẽ có một cái bài tập đó. Bài tập: hãy phân tích các việc làm dưới đây và ghi chữ là B là lãng phí điện năng và chữ TK tiết kiệm điện năng và công ô công chống. Rồi thứ nhất, tan học không tắt đèn phòng học. Thứ hai, khi xem TV tắt điện tắt đèn bàn học. Rồi bật đèn phòng tắm phòng vệ sinh suốt ngày đêm. Khi ra khỏi nhà tắt điện các phòng. Mấy em xem trong cái việc làm nào tiết kiệm, cái việc làm nào là lãng phí. Rồi việc làm đầu tiên đó là lãng phí. Mấy em tan học mà không tắt đèn phòng học đó là lãng phí. Rồi khi xem TV tắt đèn phòng học là tiết kiệm. Rồi bật đèn phòng tắm phòng vệ sinh suốt ngày đêm đó là lãng phí. Rồi khi ra khỏi nhà tắt điện các phòng đó, đây là cái bài tập. Và chú ý chỗ này, lãng phí thì khi mấy em học là chúng ta phải cho nó trở thành tiết kiệm mới đúng. Chỉ là tan học phải tắt đèn phòng học, nhớ chú ý khi tan học tắt đèn phòng. Thì chú ý thêm trong quá trình sử dụng đèn còn có sử dụng quạt nữa, nhớ chú ý mấy em tắt quạt đó. Rồi bật đèn phòng tắm phòng vệ sinh suốt ngày đêm đó, chúng ta nhớ là mình tắt. Còn không em có thể mua một cái loại thiết bị hiện nay có máy là cảm biến hiện diện, nếu như có người thì sao, nó sẽ sáng, còn không có nó sẽ tắt. Chúng ta có thể lắp vào cái chỗ phòng tắm phòng vệ sinh này. Rồi đó là cái bài tập. Nghĩa là ở đây có một cái câu kết, đó là không sử dụng đồ dùng điện khi không có nhu cầu. Nhớ không có nhu cầu chúng ta sẽ tắt. Đó, đó là nội dung của bài. Thì hôm nay cũng hết, chúng ta đã học hai cái nội dung. Thứ nhất đó là máy biến áp pha, thứ hai là sử dụng hợp lý và tiết kiệm điện năng. Rồi phần luyện tập, nội dung tiếp theo đó là luyện tập và vận dụng. Thì ở đây thầy sẽ có một cái câu hỏi. Câu hỏi số 1: trên vỏ của máy biến áp có ghi 5000 V/A, có nghĩa là. Ở đây có 4 câu A, B, C, D. Rồi mấy em chọn câu nào? Đó, mấy em chọn câu nào? Mấy em xem coi. Đó là câu C. Đó là công suất định mức 5000 V/A thì đổi ra còn là 5 kV/A. Nhớ chú ý, em phải làm một bước mà đổi ra 5 kg thôi. Rồi câu số 2: trên vỏ của máy biến áp 1A có lắp đồng hồ đo điện là. Đó mấy em nhớ lại coi nãy. Nãy khi mấy em học cái cấu tạo bên ngoài của cái máy biến áp 1A này nè, nó có mấy cái đồng hồ. Rồi đây có hai cái đồng hồ. Đồng hồ nhất đó là quan kế, đồng hồ thứ hai là ampere kế. Rồi câu số 3: tiết kiệm điện năng có lợi ích gì cho gia đình, xã hội và môi trường? Rồi thứ nhất, gia đình là tiết kiệm tiền điện. Đó, mấy em tiết kiệm điện thì gia đình của mình là tiết kiệm tiền điện hàng tháng mình phải trả. Rồi xã hội là giảm chi phí cho sử dụng nguồn điện, rồi giảm bớt điện năng phải nhập khẩu, rồi có nhiều điện phục vụ cho sản xuất và đời sống. Và ý thứ ba là môi trường,
thì sẽ giảm bớt khí thải và chất thải ra môi trường, có tác dụng bảo vệ môi trường. Thì các em biết là điện năng của chúng ta tiêu thụ nhiều thì nhà máy cung cấp không đủ, thì không đủ thì bắt buộc xây thêm, mà xây thêm thì sao? Đó, xây thêm thì phải tốn chi phí, hoặc là gì? Chúng ta xây thêm nhà máy hoạt động quá nhiều thì sao? Khói, ví dụ như nhà máy nhiệt điện, nhân dân. Đó, đó là phần luyện tập về vận dụng, đây có 3 câu. Rồi phần tìm tòi về mở rộng, thì ở đây các em quan sát một cái thiết bị. Rồi đây là máy biến áp, máy tự động ổn áp một pha. Nhớ là máy tự động ổn áp một pha, nó nghĩa là nó tự điều chỉnh nó ổn áp. Đây khỏi cần có cái nút điều chỉnh. Rồi em chú ý ở đây. Đây. Ở cái máy 5000 volt ampere. Có ký hiệu nó công suất nó đó. Rồi đây. 5000 thì ở đây sẽ là 5 kg. Đổi ra. Rồi em chú ý chỗ ký hiệu này. AC input, AC có nghĩa là xoay chiều đó. In có nghĩa là gì? Là vào 50 đến 250 volt AC. Còn ga thì sao, có thể là 100 volt, 250 volt AC. Đó, chú ý khi chúng ta sử dụng nhớ chú ý cái này. Em tìm tòi thêm. Giờ đây, em lấy 60 cộng, đó là giờ trái đất của Việt Nam. Thì ở đây đã thực hiện rồi. Và chú ý giờ trái đất này là tự mình tắt điện, chứ không có nhà máy nào là chỗ nào có cúp điện nhà mình hết. Nhớ chú ý điều đó. Đó là tự nguyện. Mấy em thấy hưởng ứng đi. 60 cộng đã diễn ra rồi ngày 28/3. Rồi đây, hưởng ứng giờ trái đất năm 2020, tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết. Nhớ không cần thiết thì mình tắt. Đó mục tiêu. Đó mấy em tìm hiểu thêm. Và mấy em nhớ đón xem cái năm sau 2021 coi ngày nào để chúng ta thực hiện cái việc là tắt điện và các thiết bị không cần thiết. Rồi nhiệm vụ về nhà, nhiệm vụ ở nhà. Thứ nhất mấy em đi học bài, thứ hai đọc có thể em chưa biết. Rồi máy biến áp tự ngẫu sách giáo khoa trang 161 tự ngẫu. Rồi thứ hai sử dụng cảm biến hiện diện để tiết kiệm điện năng chiếu sáng. Nó cảm biến diện nãy giờ thầy nói với em là cái chỗ khi mấy em lắp đặt cái chỗ mà phòng tắm phòng vệ sinh đó, lắp đặt cái chỗ đó. Rồi nhiệm vụ tiếp theo có một bài tập là gia đình em đã có những biện pháp gì để tiết kiệm điện năng. Đó mấy em xin liệt kê những biện pháp ra, nhà mình có những biện pháp gì em liệt kê ra. Xong rồi em sẽ cho ví dụ từng biện pháp một. Đó là cái phần bài tập. Và em sẽ gửi cho thầy. Nhớ học sinh khối 8, nhớ chú ý khối 8 gửi qua Zalo cho thầy. Đó chú ý học sinh khối 8. Và cái nhiệm vụ tiếp theo là đọc trước bài 49 trong sách giáo khoa trang 167. Và cuối cùng là em kể cái báo cáo thực hành sách giáo khoa trang 168-9. Em ghi rõ các thông tin trong cái sách giáo khoa đó. Rồi bài học hôm nay là kết thúc. Thì trân trọng cảm ơn quý thầy cô và các em học sinh đã theo dõi.